Xin chào cả nhà. Rồi đưa cái tay kia cho mượn. Ồn quá. Xin chào cả nhà, không biết có ai nghe không ạ? Hôm nay Kelly sẽ chia sẻ mẫu design của Christmas này nha. Biết rồi. Đưa cái tay kia thì mới làm được, xe xong chưa? Trời đất ơi. Xin chào cả nhà. Mọi người chờ Kelly share cái video rồi đó nha. Đưa cái tay. Thấy không? Thiệt là sát vô người ta mới thấy cái móng. Đưa cái rồi tao không chưa tới tay cái đây. Quay cho người ta xem cho nó mờ. Mờ thì mở cái đèn. Bấm nghe cái này ơi. Mọi người có thấy chưa? You can pay her 100 medical equipment. Yes, happy birthday. It's all come off. Cut all of it. How much? 67. Được rồi, thấy rồi. Con thấy mà. Giờ đưa cái tay kia đi mới làm được, mới vẽ cho người ta coi được. Share video chưa? Rồi share đi. Đưa cái bàn tay này vẽ cái ngón này trước, vẽ cái ông già Noel trước. Xin chào cả nhà. Thấy rồi. Nhìn đó mình cũng thấy nữa. Cái này là chậm. Kelly sẽ chia sẻ với mọi người cách vẽ Christmas nha. Bây giờ đã trễ nhưng mà vẽ để dành cho năm tới ha. Rồi bây giờ mình vẽ. Trước tiên mình phải vẽ cái mặt của ông già Noel ha. Quay cái mặt lên cho người ta coi. Mẫu tay này là Kelly đã dip sẵn rồi. Dip rồi và design rồi một bên rồi. Bên đây Kelly dip sẵn luôn. Rồi bây giờ mình chỉ còn design thôi ha. Cái bột này mình có thể đem đi design được luôn nha. Ồn quá. Tắt đi rồi chị mở cửa. Ok, $20 chair, okay. Mình lấy bột cục bột màu nứt để mình làm cái mặt của ông già nha. Đừng có dẫn lên, đừng dẫn lên. Thấy em thấy rồi. Bên đây là làm cái nón của ổng cho nó đẹp.
Rồi mình lấy một cái cục tí xíu dưới này mình làm cái miệng nha. Rồi. Làm cái miệng của ổng ha. Mình dùng cái cây cọ. Dùng cây cọ làm một cái lỗ xuống. Rồi cái bên mình lấy màu trắng nha. Rồi trước tiên mình lấy cái, mình làm cái nón cho cô ông già ha, màu đỏ nha. Trên đây mình dùng cái nón ha. Yes. À, mọi người vui lòng giúp Kelly share cái video đi giùm nha. Đây mình vẽ cái nón nha. Đưa cái ngón này cho người ta thấy á. À. Bye chị, Merry Christmas and Happy New Year too. Rồi mình bên cạnh này mình làm cái rau của ông già Noel nha. Không có gì chị. Merry Christmas chị. Mọi người đã sẵn sàng cho Christmas chưa? Dính một cục bột lớn làm cái rau của ổng nha. Nó còn chưa có đủ bột thì mình có thể dính một cục. Bye chị, Merry Christmas. Thank you.
À hả. Mắt nét. Oh my. Giờ biết mắt nét nữa. Nói gì? Yoshino. Vẽ tới cái râu cái miệng của ổng nha. Yes. Ồ, không nói gì. Rồi mình chấm cái con mắt của ông già nha. Này là cái rau của ổng thôi, chấm trên thôi. Merry Christmas. Mắt ông già Noel bị lấy á. Yên đi. Ủa con chứ Mỹ chưa đi á chắc gì. Ổng đi, ổng mua gì không biết. Giờ mình làm cái miệng của ổng nha. Miệng ổng cho môi hồng hồng tí xíu đi. Cái râu của ổng nó liếp hết trơn cái môi rồi. Rồi cho cái miệng. Rồi, đã hoàn thành phần còn một cái nữa. Mình làm một cái cục thật là tròn, tạo một cái khăn của cái cục của cái nón mà nó rồng thòng rớt xuống. Rồi. Cho cái râu này nó nhiều, nó dày lên tí nữa ha. Nhiều quá sao ăn. Tí nữa mình sẽ đính vài hộc đá ngay đây nha. Không đính đá hả? Ok rồi. Đây vừa tới món này. Dành lên tay ra, vẽ cho người ta coi. Chào cả nhà, chào mọi người.
mọi người đã chắc có ai cũng có tiệc tùng gì hết rồi mà. Rồi Kelly sẽ design ống này cho mọi người xem nha. Ủa còn cái này cái nắp của nó đâu rồi? Ok rồi, phần này mình deep kim tuyến friend rồi ha, nhưng mà mình thấy nó không có, vẫn không có đẹp bằng mình làm cái này. Giờ mình làm cái này nha. Giờ mình vẽ màu trắng nè, mình lấy treo cái hũ này. Rồi mình sẽ design ha. Lúc trước có mấy người khách hàng hỏi mình cái bộ sản phẩm vẽ này mình dùng cho cái gì. Đây mình dùng cho rất là nhiều thứ. Mình cứ vẽ màu trắng lên ha, mình tô lên nha. Thay vì mình deep friend với màu nó hơi khó hơn thì nó mất thời gian, nên là deep cũng được nhưng mà nó không có được đẹp bằng mình làm cái này đâu. Mình vẽ màu trắng, sau đó mình chế cái sugar, cái glitter lên, hay là kim tuyến gì cũng được hết, bất kể kim tuyến nào mình có trong tiệm ha. Sau đó mình dùng cái hũ đây, mình trải miếng giấy ra nha, dùng cái hũ glitter, rồi mình lấy một cái móng. Cái móng nãy đâu rồi? Cái móng hồi nãy đâu rồi? Rồi mấy người cái đi hết rồi, ổn rồi đó. Trời ơi, đông người quá, mình không biết đường nói gì luôn. Rồi sau khi mình đã vẽ màu trắng lên xong rồi, mình lấy cái glitter thấp, cái glitter của sugar glitter nè, hay là bất cứ cái kim tuyến nào trong tiệm mà mình đã có sẵn. Rồi mình rắc lên thôi ha. Mình rắc lên, mình cứ chế lên nó vậy thì là nó đã dính đều rồi. Sau đó mình bỏ vô đèn hơ nha. Hơ nên lấy cái này này. Ok, okay. Chưa có bật chứ không phải hết pin. Rồi okay, ha. Rồi sau khi mình hơ đèn á, mình hơ đèn khoảng 10 giây hay là 30 giây cũng được. Rồi mình lấy ra mình phủi cái glitter xuống thì nó sẽ không dính ở phần trên. Mấy bạn lưu ý là trước khi, trời, mấy bạn lưu ý là trước khi mà mình chế glitter lên á thì trước tiên mình phải sơn cái top coat nha. Tại vì nếu mình không sơn á là cái glitter nó sẽ dính lên trên cái phần màu trên nè, là nó không có đẹp ha. Nhớ nha mọi người nha. Đây cái mẫu này mọi người, mẫu này mọi người thấy có đẹp không ạ? Rất là dễ thương ha. Nếu mà thấy dễ thương thì vui lòng share cái video giúp cho Kelly giùm nha, cho mọi người xem một ít. Rất là dễ thương nè, mọi vẽ ông già Noel ha. Và mẫu candy cane đơn giản thôi, nhìn cũng rất là hay ha. Rồi lấy đây ra, lấy ta ra. Rồi bây giờ mọi người thấy không? Khi bây giờ mình phủi xuống nha, mình phủi xuống nè, đó, nó không có dính ở trên cái phần mà màu đỏ đâu nha. Đó. Rồi bây giờ Kelly sẽ design cái ngón cái bên cho mọi người xem nha. Bây giờ tiếp tục mình vẽ cái màu trắng ha. Rồi, thank you very much. Thank you vì đã hỗ trợ. Rồi, giờ mình cho một đường lớn và một đường nhỏ. Mình vẽ cho nó giận sóng thì nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi tùy theo các bạn muốn lớn hay nhỏ thì, nhưng mà khi mình vẽ cái này bao lớn thì họ là nó sẽ dính cái kim tuyến bao nhiêu đó nha. Rồi ở đây mình sẽ vẽ một cái đường nhỏ thôi. Rồi và đây một cái đường hơi to hơn một tí ha. Đây là cái đường nhỏ xíu thôi ha. Và đây là một cái đường nhỏ nữa.
Rồi, sau khi mình vẽ như thế này xong á, thì mình chế glitter lên này nha. Vẽ như thế nào mà vừa như ý mình muốn á. Rồi, mình chế lên ha. Đây, thêm một ngón nữa. Bên đây. Rồi, cho hơi đèn 10 giây đi rồi mình sẽ làm ngón kế tiếp cho mọi người xem nha. Đây, mày sơn thấp cốt lần nữa không? Phải sơn hai nước rồi không? Đây, mọi người nhìn thấy mẫu rất là đơn giản và dễ thương ha. 10 giây chưa? Rồi lấy ra. Bye bye Steven. Hết rồi. Nó mua. Nó rồi bây giờ mình vẽ nữa nha, vẽ món kế tiếp ha. Ủa giờ đi đâu hả? Về nhà hả? À đâu có đi chợ dưới vậy hả? Xa quá. Costco giờ này còn mở cửa không trời? Mình cứ xước cái đường xước xuống tự nhiên nha mọi người nha. Muốn bao nhiêu đường và muốn bao nhiêu cái đường này nó khoảng bao nhiêu ngắn hay dài á, mà khi mọi người xước lưu ý nhớ là khi cái đuôi á, lúc nào mình vẽ hay là bất cứ một cái đường nét nào mà vẽ thì cái đuôi cọ mình phải dở hỏng cái cọ lên thì cái đuôi nó sẽ nhọn và mượt mà ha, nó sẽ nhỏ lại. Còn mình không dở hỏng cái cọ lên thì cái đuôi nó lớn ra nhìn nó không có đẹp ha, nhìn nó không có lả lướt. Mọi người vẽ lưu ý phần đó, khi mình vẽ là mình vuốt mình phải dở hỏng cái cọ lên nha, cái phần đuôi, bất kể mình vẽ sọc hay là vẽ cánh hoa hay là cái gì cũng vậy. Rồi sau khi mình làm phần này xong rồi nè, thì bây giờ mình đừng nhúc nhích người mẫu. Rồi bây giờ mình chế glitter lên ha, cũng tương tự như cái móng hồi nãy thôi, chế cái chỗ nào mà màu mình trắng mình vẽ nó sẽ bám cái glitter này, cái kim tuyến lên nè, rất là đẹp. Rồi bỏ vô đèn hơ 30 giây hay là 10 giây cũng được. Rồi sau đó mình lấy ra mình phủi kim tuyến xuống rồi mình sơn thấp cốt là xong nha mọi người nha. Đây cái hũ này nè, thì có rất là nhiều bạn hỏi mình là sản phẩm này mua nhưng mà không biết sử dụng sao, thì để mình design á, mình vẽ rất là nhiều mẫu ha, 12 màu đó, vẽ rất là được nhiều kiểu. Nên cứ để đi, từ từ khi Lì sẽ chia sẻ với mọi người cách design nha. Phủi xuống. Cái glitter top coat, glitter kim tuyến này mình vẫn có thể mua cái hiệu nào cũng được. Rồi mình phủi nó xuống xong rồi, bây giờ mình sơn lên cho nó đều. Bây giờ mình sơn cái super shiny top coat lên ha. Mọi người thấy nó đã xong rồi đó, rất là đẹp ha, rất là tự nhiên nha. Bên đây là ngón mình điếp một ngón kim tuyến. Thường thì khách người ta thích có một ngón silver hay là màu gold đúng không nè. Rồi bây giờ mình sơn top coat lên nữa là xong ha. Đây, cái mặt ông già Noel. Nãy giờ có bỏ vô đèn hơ không? Có. Tại vì phải hơ nó mới khô cái hình con mắt của ổng nè. Rồi, bỏ vô đèn hơ ha.
Đây, mọi người thấy dễ thương không? Mẫu này được không? Được thì cho số 1 giùm. Comment cho số 1 giùm và share cái video giúp giùm Kelly nha. À, lúc nãy là bột dip, là Kelly dip của hũ bột Zara. Nhìn nó rất là bóng ha. Màu đỏ rất là đẹp nha. Ủa bao nhiêu vậy à? Rồi lấy ra sơn thêm lần nữa. Lấy ra. Không, sơn thêm lần. Đưa nó lại đây. Em để như cho tao thấy nè. Mình phải sơn vẽ bất cứ mình design cái gì cũng phải sơn top coat 2 lần thì nó không có bị chóc nha mọi người nha. Nếu mà mình sơn một lần á là nó sẽ chóc hết á. Rồi mọi người thấy ông già Noel có dễ thương không? Hy vọng ông già Noel này đem đến sự may mắn cho mọi người nha. Merry Christmas and Happy New Year too. Ở đây nha. Chúc mọi người Giáng sinh an lành, vui vẻ. Hạnh phúc bên gia đình nha. Khi lại làm từ sáng tới giờ, giờ này vẫn chưa về đón giờ. Christmas bây giờ vẫn còn ngồi ở đây. Rồi sau khi mình hơ đèn xong một lần nữa là nó đã xong rồi đó mọi người. Nhìn mẫu vẽ đơn giản mà cũng rất là hay ha. Hôm nay khi lại cũng rất là muốn làm trước khi trước Christmas để chia sẻ với mọi người, để mọi người design cho khách, nhưng mà bận quá lại không có người mẫu nữa, tìm người mẫu không có ra. Có người mẫu này mà hôm nay người mẫu này nhằn hoài khổ quá. Rồi. Cho nên là bây giờ có tay làm được rồi, cho mọi người xem rồi. Đây mọi người thấy không nè, xong rồi nè, rất là sáng, rất là đẹp ha. Màu đỏ mà mình làm cho khách thấy, khách thích lắm nha. Rồi để mình vuỗ cái shape của móng này, nó bị lúc nãy mình cái lưỡi đờ nó chế ra, nó làm mất cái shape á. Rồi mọi người nhìn thấy đẹp không? Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi. Merry Christmas. Chúc mọi người Giáng sinh an lành, hạnh phúc, vui vẻ nha. Đây mọi người nhìn thấy rất là đẹp nha. Rồi Merry Christmas and Happy New Year. Bên đây nữa, cái ngón ông già Noel cho hai người đời. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Thank you. Merry Christmas.